để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape. Chào mừng mọi người đến với LNP Channel. Video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với anh em bộ kỹ năng của môn phái được môn của cung. Đây là một trong những cái hệ mà rất là ít người lựa chọn, nhưng mà về sau tầm khoảng 8x thì đồ môn cuối cùng là một trong những cái hệ phái sẽ được ưa chuộng rất là nhiều, với khả năng dồn đam một hit chết ngay cực kỳ khủng khiếp của môn phái đồ môn cuối cùng này. Đây là một môn phái hệ ngoại công và anh em đang nhìn thấy cái bảng kỹ năng của môn phái này đây. Cuối cùng phi tinh là chiêu đánh thường sẽ giúp cho đồ môn thi triển 5 kim tiền tiêu liên tục gây sát thương cho địch. Cái này thì một cái thì sát thương là 66%, và nếu như anh em ăn hết 5 cái thì đam mới cực kỳ thốn luôn anh em, cực kỳ thốn. Chiêu này mình sẽ tăng mát. Mê tung ảnh sẽ giúp cho đường môn có khả năng di chuyển. Về sau khi mà 8x trở đi á, thì đường môn nó sẽ được tăng khá là nhiều điểm kỹ năng. Và nếu như mà chúng ta có nhiều điểm kỹ năng thì mê tung ảnh là một trong những lựa chọn anh em nên sử dụng để rút ngắn thời gian, để giúp cho môn phái đường môn nó cơ động hơn. Tích lịch đoạn hoàn kích, chiêu này là một chiêu bẫy. Đường môn sẽ đặt những cái bẫy xung quanh, kẻ địch dẫm phải sẽ bị kích hoạt và gây sát thương. Thì cái loại hoàn kích này nó sẽ gây ra rất là nhiều khống chế luôn anh em, rất là nhiều khống chế, chúng ta có thể tích lại 2 lần. Chiêu càng khôn nhất dịch, thi triển 5 phi tiêu cùng một lúc theo hình quạt gây cho sát thương cực kỳ lớn, phải nói là như vậy, sát thương cực kỳ lớn. Cái chiêu đường môn phi tiêu này nó hỗ trợ cho chiêu cuối cùng phi tinh. Ở bên cái bảng chủ động này thì mình tăng cái gì? Bên bảng chủ động này mình sẽ tăng full cuối cùng phi tinh và mình sẽ tăng luôn cái đường môn phi tiêu này để nó hỗ trợ cho cuối cùng phi tinh. Chiêu càng khôn nhất dịch này chúng ta sẽ tăng mát để giúp cho môn phái đường môn nó có khả năng giết đối phương. Anh em xem những cái lần mà mình tống kim á, mình cầm môn phái đường môn cuối cùng á, xả cái chiêu này ra giết ít nhất là 3 mạng, cực kỳ khủng khiếp luôn anh em. Mãn hoa thiên vũ chiêu bị động giúp cho đường môn tăng tấn công, nói chung là tăng sức tấn công á, là tăng chí mạng và tăng chính xác. Chiêu này sẽ tăng mát. Tâm nhãn giúp cho đường môn tăng tấn công cơ bản, chiêu này là chắc chắn phải tăng mát trước rồi. Đầu tiên là sẽ tăng tâm nhãn, sau đó là đến cái mãn hoa thiên vũ tăng chí mạng với là chính xác. Tôi độc thực là sẽ giúp cho bản thân và đồng đội của chúng ta sẽ được chí mạng nữa, nên là chiêu này bắt buộc phải tăng. Nhiếp hồn nguyệt ảnh, chúng ta có thể gây ra thêm một lượng đam nữa vào đối phương, thì cứ 8 giây chúng ta gây ra một lần, là tăng thuộc tính bản thân khi chúng địch có tỷ lệ gây mất sinh lực nữa, hay không? Chúng ta đánh thường hay chơi chiêu gì đó có cái tỷ lệ chúng ta kích hoạt thêm một lần nữa 300+% sát thương là hơi bị mạnh luôn á. Rồi, hấp tinh trận sẽ giúp cho đường môn có khả năng trâu hơn khi mà máu của đường môn dưới 25% máu. Anh em có thể nhìn thấy cái bộ kỹ năng của đường môn nó thiên về tấn công rất là nhiều, cực kỳ to, cực kỳ khủng, đúng không? Và có một cái chiêu hấp tinh trận giúp cho đường môn cứu sống đường môn anh em, 25% máu, dưới 25% máu có thể đường môn sẽ tăng được rất là nhiều đỡ đòn với lại đỡ đòn biến thương luôn. Cái này thì mình nghĩ là tầm 8x cho đi là đường môn nó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Dài sau là đường môn cực kỳ khủng khiếp và đường môn cuối cùng là một cái thế lực gì đó nó sẽ trỗi dậy, rất là ghê gớm anh em, phải nói cực kỳ ghê gớm luôn. Rồi, qua cái bảng tiềm năng của anh ấy sẽ tăng như thế nào? Tiềm năng của anh ấy hiện tại anh ấy đang tăng full sức mạnh, thì mình nghĩ chắc cũng nên full sức mạnh luôn đi. Nếu mà chơi theo cái dạng mà một hit chết ngay, anh em nên full sức mạnh. Và chỉ số của anh ấy hiện tại là sức mạnh là 891 sức mạnh, sinh khí là 316, thương pháp là anh ấy không tăng. Thì thật ra là mình nghĩ là cái cách tăng này cũng có lý, tại vì môn phái đường môn cũ cung mà, chúng ta dồn đam một cái chết ngay đối phương nó sẽ ok hơn. Thì mình nói lại cách tăng của mình nha: tăng mát cũ cung, mát chiêu càng khôn nhất dịch, mát cái đường môn phi tiêu, mát tâm nhãn, mát mạng hoa thiên vũ, tòi độc thuật, nhiếp hồng nguyệt ảnh. Rồi, nếu mà dư điểm nữa chúng ta tăng hấp tinh trận. Và sau này tầm khoảng 11-12x, nếu mà nhiều điểm chúng ta có thể tăng mê tung ảnh và loạn hoàn kích. Mình nghĩ về sau là môn phái đường môn nó là một trong những cái gì đó nó cực kỳ khủng khiếp.
nó là một trong những thế lực anh em, thế lực cực kỳ khủng khiếp cho giai đoạn về sau, tại vì có nhiều hệ thổ quá mà đúng không, đường môn sẽ cực kỳ khủng khiếp. Rồi thì trang bị của môn phái đường môn là gì? Trang bị của môn phái đường môn thì mình nghĩ là anh em nên sử dụng cái ngũ hành thì vũ khí anh em sử dụng là một cái vũ khí hai mộc để cho chúng ta có được độc sát ngoại với lại bỏ qua kháng mộc càng tốt, chí mạng sức mạnh, ba cái dòng này đẹp lắm. Rồi cái áo thì cũng nên sử dụng cái áo hệ mộc để cho chúng ta có thêm cái độc sát ngoại, đó, giúp cho chúng ta có nhiều đam hơn anh em. Nếu như mà mình sử dụng đúng cái hệ của mình á, theo mình để ý á, thì anh em sẽ được tăng lực tài đó anh em, tăng đam á, nó sẽ giúp cho mình mạnh hơn. Rồi chúng ta căn cứ vô ví dụ đường môn là hệ mộc đúng không, anh em sẽ sử dụng vũ khí hệ mộc, sau đó là chúng ta làm theo ngũ hành. Và cái áo thì anh em sử dụng cái áo hệ mộc và chúng ta làm theo ngũ hành, thì cái lúc này thì anh em sẽ được kích hoạt cái ngũ hành, anh em sẽ có được về cái môn phái của mình là anh em ít nhất là có 120 điểm chí mạng, 120 điểm sức mạnh, 120 điểm sinh khí và 120 điểm né tránh. Nội công thì mình không tính, tại vì môn phái mình hay bên ngoại mà, bên ngoại nên là không có tính nội. Và cái ạc hiện tại của mình đang cầm anh kẹo hồ lô, hiện tại đang có một cái đam cực kỳ to, anh em có thể nhìn thấy cái chí mạng nè, chí mạng của anh ấy là 72%. Một cái môn phái đường môn có khả năng dồn đam cực kỳ khủng khiếp mà chí mạng 72% là ta nói là nó quá kinh khủng luôn đúng không anh em, quá kinh khủng luôn. Bí kíp thì anh ấy sử dụng cái gì? Thứ nhất là anh ấy sử dụng là thiên la địa võng. Bí kíp là tăng độc sát ngoại, độc sát nội, bỏ qua kháng mộc và tỷ lệ suy yếu. Quá đúng luôn anh em, quá đúng luôn, quá kinh khủng. Rồi tiếp theo là kháng mộc nè, rồi mình sẽ đề cử những cái bí kíp sau nữa nha. Tiếp theo nữa là mình sẽ đề cử là một cái cuốn bí kíp. Hồi nãy là mình có cái tuyệt kỹ này rồi, thấy không? Độc sát ngoại, độc sát nội là có rồi. Anh em có thể lấy một cái bí kíp mà giúp cho chúng ta kháng được chí mạng của đối phương á, liên thành kiếm pháp. Này sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng tấn công, vừa tăng kháng tất cả và chúng ta có thêm kháng chí mạng vô nữa, sẽ cực kỳ ổn luôn anh em. Rồi bây giờ chúng ta nếu muốn mạnh nữa thì anh em sử dụng thêm một cuốn bí kíp, đó chính là thác cốc thủ, sẽ giúp cho chúng ta có được sát thương bảo kích. Tại chúng ta có bảo kích đúng không? Tăng thêm sát thương bảo kích nó sẽ cực kỳ ngon. Đỡ đầu miễn thương. Rồi về phòng thủ thì anh em có thể sử dụng cái này, phiêu tích trưởng, sẽ giúp cho chúng ta có thêm đỡ đòn và bỏ qua né tránh. Còn server nào quá nhiều Gami anh em hãy sử dụng cái bí kíp này. Đây, tỷ lệ làm chậm giảm bí kíp này, dương chi công, hoặc là cái này, tấn công kháng tất cả và thời gian làm chậm giảm nếu Gami nhiều nha. Còn hệ thổ nhiều thì thôi khỏi bàn đi. Con cụ cung này nó đánh rất là khủng khiếp luôn, phải nói là như vậy, cực kỳ khủng khiếp luôn. Nên là hệ thổ là một combo là chết luôn đó, quá ghê luôn anh em. Càng này tôi thấy là combo quá kinh khủng. Nếu như anh em biết chơi con đường môn cụ cung thì anh em chỉ cần làm theo cái cách mà mình chạm vòng, có chiêu số 3, chơi chiêu số 3 lướt chạy, mình lên ngựa chạm vòng á, hoặc là chúng ta đặt bơm. Cái này là tùy vào trường hợp, anh em có thể xem mình đánh tống kim là thấy đúng không, cực kỳ mạnh luôn. Đường môn của cung quá mạnh, sẽ cực kỳ mạnh trong giai đoạn bắt đầu 8x là đường môn sẽ cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ là khoảng 6-7x là mình đã thấy nhiều anh em chuyển qua của cung rồi, nhưng mà nó cực kỳ mạnh đối với cái hướng của cung này ở 8x, tăng mát hỗ trợ bị động hết rồi, những cái chiêu này mà tăng nữa là quá ngon, bộ chiêu quá đẹp. Nói chung là bộ chiêu này thiên về tấn công và hỗ trợ rất là tốt luôn trong một phái đường môn. Rồi ok, video nói về cái cách tăng của đường môn cuối cùng đến đây là hoàn nhanh em ơi. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.